Hàng trăm người hôm 22 tháng 9 tụ tập để tưởng niệm khi thế giới mất thêm một tảng băng nữa ở châu Âu. Họ mặc đồ tang, đi bộ hàng giờ đồng hồ trong dãy núi Alpes Glarus ở miền đông Thụy Sĩ để tới nơi còn lại có những tàn dư của tảng băng Piso ở độ cao 2.600 mét trên mực nước biển. Từ năm 2006 cho tới nay, tảng băng này đã mất đi hơn 80% khối lượng. Tang lễ được tổ chức bởi nhóm hoạt động mang tên Hội Bảo vệ Khí hậu Thụy Sĩ. Nhóm này đã thu thập được hơn 100.000 chữ ký để mời chiến dịch yêu cầu Thụy Sĩ giảm khí thải hiệu ứng nhà kính xuống mức không trước năm 2050. Sự kiện này diễn ra 2 ngày sau khi hàng triệu người trên khắp thế giới đình công vì biến đổi khí hậu, lấy cảm hứng từ nhà hoạt động 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg. Tháng trước, khoảng 100 người, trong đó có Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir, đã tổ chức lễ tưởng niệm tương tự cho tảng băng 700 tuổi Oktjökull, tảng băng đầu tiên ở Iceland bị mất đi vì biến đổi khí hậu.